cầm cái bóp lên rất là tốt. Để giờ mở mày. Tốt nhất điện thoại vào túi đi. Vi phạm luật giao thông rồi bị cảnh sát giao thông thổi phạt là điều không ai mong muốn. Thế nhưng với người đàn ông này thì đôi khi lại là sự may mắn. Vì với tình trạng say xỉn thế này, nếu tiếp tục chạy xe về nhà thì không biết chuyện gì có thể xảy ra. Khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2023, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã chia thành tổ hóa trang trinh sát trước các quán nhậu trên địa bàn và tổ tuần tra kiểm soát để xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong số những người bị xử phạt, có người đàn ông 39 tuổi ở huyện Long Điền. Anh này điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn. Sau khi gọi điện cầu cứu nhưng không thành, anh này đã ngồi trên vỉa hè và vô tư ngáy ngủ. Lúc được một cán bộ cảnh sát giao thông gọi dậy ký vào biên bản vi phạm hành chính thì anh nghe điện thoại của ai đó rồi nói bạn em kêu không ký biên bản. Sau đó người vi phạm này lại tiếp tục ra ngã tư đường để ngủ. Gần 23 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã đến gọi anh này dậy để về nhà. Đó không phải là trường hợp bị xử phạt duy nhất trong ngày ra quân kiểm tra. Đã có rất nhiều người vi phạm bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn. Hầu hết những người này đều đi ra từ các quán nhậu gần đó và bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra. Nhiều người trong số này lấy điện thoại gọi cầu cứu khắp nơi nhưng không tránh khỏi sự nghiêm minh của pháp luật. Trong buổi ra quân, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ thêm 3 ô tô và gần 10 xe máy do các lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có người vi phạm là phụ nữ.